Giới thiệu các bạn, đây là cái hàng cầu trước này, cầu trước không phanh nhé, về rất là nhiều này. Anh em nào đặt hàng thì liên hệ nhé. Cái loại này thì sức tải của nó rất là tốt, nó khoảng tầm 2 tấn cũng không vấn đề gì cả. Ngày xưa có khách hàng đã lấy của mình và chở khoảng 2 tấn 6 cũng được. Cái dòng này nó dùng bi đua đấy, chứ nó không dùng bi cầu, cho nên là sức tải nó rất là tốt. Đây có một cái bộ nó rơi cái lắp tre đây, mình cho các bạn xem này. Đấy, thằng này nó dùng bi ấy này, nó dùng bi đua nhá. Này các bạn nào về kỹ thuật thì được biết. Đấy, nó dùng bi đua nhá, không phải bi ấy, không phải là bi cầu. Bi bên trong là bi lỗ to, trục của nó là trục côn 25-20, ở trong của nó là bi 32005, ở ngoài là 32004. Bi biết các thứ thì các bạn hỏng thì cứ liên hệ bên em đều có hết nhé. Cái cầu này thì mình mua sử dụng chung cho hệ thống lái đôi và lái đơn đều được. Đấy, đây có một bên tai hai lỗ như này và một bên tai một lỗ như thế này. Các bạn thích sử dụng thương lái đơn, thương lái đôi đều được. Nếu thương lái đơn thì chỉ sử dụng hai cái lỗ này thôi, còn thương lái đôi thì sử dụng ba cái lỗ như này. Đấy, về kỹ thuật thì không ảnh hưởng gì cả. Đấy, thì các anh em nào đang hẹn hàng thì hàng đã có rồi nhé. Đấy, các bạn lấy số lượng bao nhiêu cũng có. Cầu trước, các bạn xem video thì đừng quên bật, đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái video mới đăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.